Anh và Phạm Hùng Cường, xướng ngôn viên từ đài IBC TV xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào đón đến với chương trình tin tức tổng hợp của buổi chiều ngày hôm nay. Trên ban tầng 57.19 của miền Nam, 16.12 của miền Bắc California, 27.7 Houston, Texas, trên hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên trang mạng ibctv.us hoặc qua kênh YouTube IBC TV Official. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Và kính thưa quý vị khán thính giả, như thường lệ, trước khi vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị đến với phần điểm tin. Cuộc tuần hành kỷ niệm 50 năm cuộc đảo chính ở Chile bị hủy hoại bởi đụng độ. Venezuela mang đến cơ hội lớn cho đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực năng lượng. Chủ tịch Liên minh châu Phi kỷ niệm được kết nạp vào G20. Quan chức do Nga bổ nhiệm ca ngợi thành công của cuộc bầu cử khu vực ở Donetsk. Người dân ở Marrakech của Maroc quay cuồng vì tác động tàn khốc của trận động đất chết người. Và sau đây, xin kính mời quý vị khán thính giả đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của sứ ngôn viên Phạm Hùng Cường. Cuộc tuần hành kỷ niệm 50 năm cuộc đảo chính ở Chile bị hủy hoại bởi đụng độ. Vào Chủ nhật ngày 10 tháng 9, một cuộc tuần hành kỷ niệm gần cung điện La Moneda của Santiago đánh dấu kỷ niệm 50 năm cuộc đảo chính Chile đã bị hủy hoại bởi các cuộc đối đầu giữa người biểu tình và cảnh sát. Trong tình trạng bế tắc căng thẳng gần hiện trường, hàng chục người biểu tình, chủ yếu mặc trang phục đen và che mặt, đã đối đầu với lực lượng cảnh sát ném đá vào họ. Đáp lại, cảnh sát đã triển khai vòi rồng và hơi cay để giải tán người biểu tình. Trong một lần, người ta thấy một sĩ quan cảnh sát đá một thường dân. Trong khi đó, thân nhân của những người bị tham giam giữ, mất tích hoặc bị hành quyết trong chế độ độc tài đã xuống các con đường gần đó, mang theo những bức ảnh của người thân yêu của họ. Đáng chú ý, Tổng thống Chile là Gabriel Boric cũng tham gia cuộc tuần hành kỷ niệm này. Venezuela đã mang đến cơ hội lớn cho đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực năng lượng. Một chuyên gia về quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ Latin cho biết, ngành năng lượng của Venezuela, đặc biệt là ngành dầu mỏ, đã mang đến cơ hội lớn cho đầu tư của Trung Quốc. Nhận lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela Nicolas Maduro đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào thứ Sáu. Chuyến thăm kéo dài một tuần này sẽ là chuyến thăm thứ 5 của ông Maduro tới Trung Quốc trên cương vị Tổng thống nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao và tìm kiếm đầu tư của Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Trong một thời gian dài, nền kinh tế của Venezuela phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ. Với việc bình thường hóa chính trị trong nước, ngành dầu mỏ cần được bơm vốn khẩn cấp. Điều này sẽ giúp vực dậy toàn bộ nền kinh tế quốc gia của họ. Ngành năng lượng của Venezuela có tiềm năng phát triển rất lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau và các công ty Trung Quốc đã có nhiều kinh nghiệm đầu tư vào lĩnh vực này. Theo Hasi, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Mỹ Latin của Đại học Tế Nam cho biết, Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng ở Venezuela. Chủ tịch Liên minh châu Phi kỷ niệm được kết nạp vào G20. Chủ tịch Liên minh châu Phi là Azali Assoumani đã tổ chức lễ kỷ niệm việc khối này gia nhập G20 vào Chủ nhật ngày 10 tháng 9. Ông cũng bày tỏ sự cảm thông với người dân Maroc sau trận động đất mạnh 6.8 độ Richter đã xảy ra ở nước này và khiến ít nhất 2.100 người thiệt mạng. Liên minh châu Phi gồm 55 thành viên đã chính thức trở thành thành viên thường trực của G20, ngang hàng với Liên minh châu Âu, nhằm làm cho nhóm này mang tính là đại diện hơn. Cho tới nay, chỉ có Nam Phi là thành viên của G20. Sự gia nhập của AU sẽ mang lại tiếng nói lớn hơn cho Nam bán cầu trong G20, nơi các nước G7 từ lâu đã đóng vai trò thống trị. Động thái này cũng được đưa ra sau khi BRIC, một nhóm khác do Trung Quốc và Nga thống trị, được mở rộng để bao gồm Ả Rập Saudi và Iran, cùng các quốc gia khác được Bắc Kinh coi là một nỗ lực nhằm biến tổ chức này thành một giải pháp thay thế khả năng cho G20.
Quan chức do Nga bổ nhiệm đã ca ngợi thành công của cuộc bầu cử khu vực ở Donetsk. Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa vào ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 9 tại các khu vực do Nga kiểm soát ở miền Nam và miền Đông của Ukraine, bao gồm cả thành phố Donetsk. Chính quyền do Nga cài đặt ở khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson của Ukraine, nơi Moscow đơn phương tuyên bố lãnh thổ của mình vào tháng 9 của năm ngoái, đã tổ chức các cuộc thăm dò khu vực phản ánh các cuộc bầu cử được tổ chức ở Nga. Cuộc bầu cử ở các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine đã bị Kiev và các đồng minh lên án. Tại Nga, cử tri đã bắt đầu bỏ phiếu vào thứ Sáu trong 3 ngày bầu cử của khu vực và địa phương được kiểm soát chặt chẽ, có thể được chính quyền giải thích là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Tổng thống Vladimir Putin. Người dân ở Marrakech của Maroc quay cuồng vì tác động tàn khốc của trận động đất chết người. Một nhân viên Trung Quốc làm việc tại Marrakech, nơi bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Maroc, đã ghi lại đoạn video nêu bật hoàn cảnh khó khăn của những người dân bị ảnh hưởng sau thảm họa động đất. Maroc đang huy động các nỗ lực trên toàn quốc để cứu trợ thiên tai sau trận động đất mạnh 7 chấm độ Richter tấn công nước này vào cuối đêm thứ Sáu, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng tính đến thứ Bảy. Tâm chấn của trận động đất nằm ở tỉnh Ouarzazate, cách Marrakech khoảng 70 km về phía nam, gây thiệt hại to lớn cho các thành phố lân cận. Trận động đất đã làm hư hại nhiều tòa nhà ở Marrakech, cũng là thành phố lớn gần tâm chấn nhất, và nhiều người dân phải qua đêm ngoài trời vì lo ngại có thể xảy ra dư chấn. Yang Jun, giám đốc dự án của tập đoàn Sugon ở Marrakech, cho biết bức tường ngoại ô của cung điện El Badi, một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng, đã bị sập một phần do trận động đất và các mảnh tường vỡ đã cản trở giao thông. Kính thưa quý vị, chương trình tin tức tổng hợp xin tạm dừng giây lát để gửi đến quý vị khán giả phần bảo trợ thương mại. Sáng cùng viên Phạm Hùng Cường và Hà Anh sẽ quay trở lại với một số tin tức được cập nhật như bản tin về Hoa Kỳ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ khi Tổng thống Joe Biden đến thăm để phòng ngừa Trung Quốc như thế nào, hay Colin Talbot tương lai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua ra sao, cùng với một số tin tức mới nhất được cập nhật. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV.